À, chào tất cả các bạn ha. Thì ở video này cô sẽ sửa đề thi số 3 của lớp 11 trong bộ đề ôn của trung tâm. Thì ở video này cô sẽ sửa đến bài số 5. Ở video tiếp theo cô sẽ sửa 3 bài còn lại. Rồi giờ mình sẽ vô sửa bài 1. Bài 1 là mình sẽ đi giải cái phương trình vuông giác. À, mình là con A. Đó, mình có phương trình cos cộng cos. À, bây giờ cô sẽ cố gắng đưa về phương trình dạng cos fx bằng cos x để mình áp dụng công thức. À, vậy cô sẽ chuyển một cái cos qua. Thì cô sẽ giữ nguyên x trừ 3b chia 4. Và bên đây nó sẽ bằng trừ của cos 2x cộng b chia 4. À, bây giờ mình sẽ áp dụng công thức là trừ cos x sẽ bằng cos của b trừ x. Tương đương cos của x trừ 3b chia 4 nè thì bằng cos của rồi b trừ cho 2x và trừ cho b chia 4. Rồi cô rút gọn luôn ha, là sẽ là cos của b trừ cho b phần 4 là sẽ còn 3b phần 4 trừ 2x. Rồi bây giờ nó chính là dạng cos f(x) bằng cos g(x). Rồi vậy là x trừ 3b chia 4 sẽ là bằng 3b chia 4 trừ 2x cộng k2b, hoặc là x trừ 3b chia 4 nó sẽ bằng trừ của 3b chia 4 cộng cho 2x rồi cộng k2b. Lưu ý ở đây là k phải thuộc z ha. Rồi dấu hoặc. Rồi mình đi tìm miết thôi. Vậy đây cô sẽ có là 3x sẽ là bằng 6b chia 4. Đó, 3 trừ 3b chia 4 này chuyển sang đây là 3 phần 4 cộng 3 phần 4. À, sẽ là 3 phần 2 là 3b phần 2 cộng k2b. Rồi, ở đây 2x này chuyển sang là x trừ 2x sẽ là trừ x. Rồi, trừ 3b chia 4 với trừ 3b chia 4 rút. Vậy là còn k2b. À, cũng là k thuộc z. Vậy cô sẽ tính được là x của cô sẽ là bằng 3b chia 2 chia 3. Rồi chính là 1 phần 2b. Vậy là b chia 2 cộng cho k2b chia 3. Hoặc là x sẽ bằng trừ k2b với điều kiện k thuộc z. Rồi câu B. Cô sẽ có là cotang 1 phần 2x cộng b chia 4 bằng trừ 1. À, tương đương cô sẽ tính được 1 trừ 1 nó chính là cotang của trừ b chia 4. Mình bấm shift shift tan của 1 phần trừ 1 ha. Rồi áp dụng công thức thôi. Vậy là 1 phần 2x cộng b chia 4 nó chính là bằng trừ b chia 4 cộng cho kb. Rồi giờ mình giải. Vậy cô sẽ có là 1 phần 2x b chia 4 bên này chuyển sang phía phải sẽ là trừ 1 phần 4. Trừ cho 1 phần 4 sẽ là trừ 1 phần 2. Thì là trừ b chia 2 cộng kb. Rồi cô chia cả hai vế cho 1 phần 2. X sẽ bằng trừ b chia 2 chia cho 1 phần 2 là trừ b cộng cho k2b. À, ở đây các bạn ghi là k thuộc z. Rồi bây giờ mình đến với bài 2 các bạn. Bài 2 sẽ là yêu cầu mình chứng minh các đẳng thức. À, vô con A. Câu A. Đó, cô sẽ đi từ vế trái sang vế trái của cô chính là bằng sin A cộng B nhân cho sin A trừ B. Rồi, thì công thức sin nhân sin thôi. Sin nhân sin chính là 1 phần 2 cos trừ trừ cos cộng. Cos của A cộng B trừ A cộng B trừ cho cos cộng là A cộng B cộng A trừ B ha. Rồi, nó chính là 1 phần 2. A trừ A là hết, vậy cô sẽ còn cos 2B. Tương tự đây cô sẽ còn cos 2A. Rồi mình dùng tiếp công thức phương án sin thôi. Cos 2B chính là bằng 1 trừ 2 sin mình B.
Bằng cos 2a là 1 trừ 2 sin mình a, bằng trước có dấu trừ thì cô sẽ đổi thành 2 sin mình a trừ 1. 2 1 trừ 1 là hết, vậy cô sẽ còn là 2 sin mình a trừ cho 2 sin mình b. Ở ngoài có 1 phần 2 nhân cái số 2 luôn là sẽ thành sin mình a trừ sin mình b, thì nó chính là phía phải của mình. Rồi, tương tự với câu B. Câu B cũng là dùng cos x nhân cos 3x. Rồi, thế là 1 phần 2 của cos x trừ 3x cộng cho cos x cộng 3x ha. Rồi, bằng cos của x trừ 3x chính là cos của trừ 2x. Cos x cộng 3x chính là cos của 4x. Rồi. Mà cos của trừ 2x nó cũng chính là cos 2x luôn. Cos 2x cộng cos 4x. Rồi. Cos 2x của cô giờ mình đang mục tiêu là sẽ đưa về cos bình 2x với sin mình x. Cos 2x thì mình có thể đưa về sin mình x nè. Nó chính là 1 trừ 2 sin mình x. Rồi cos 4x chính là 2 cos bình 2x trừ 1. Rồi. Bạn 1 trừ 1 là hết, vậy cô sẽ còn 1 phần 2 của 2 cos bình 2x trừ cho 2 sin bình x. Rồi thì nó chính là bằng nhân 2 nhân 1 phần 2 nhân cho 2 thì sẽ còn là cos bình 2x trừ cho sin bình x. Rồi xong bài 2 thì mình tới bài 3. Rồi ba kêu là trong cái hình vẽ này, người ta kêu tam giác ABC sẽ vuông tại B có hai cạnh góc vuông là AB bằng 4, BC của mình bằng 3 ha. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB, thỏa mãn góc C AD bằng 30 độ. Người ta kêu cầu mình tính tan góc BAD thì nó tính độ dài cạnh CD. Tan của góc BAD các bạn có thể thấy là nếu mình tính thông qua cạnh đó thì nó sẽ ra số khá là xấu. Vậy giờ cô sẽ tính thông qua góc tan góc BAD. Tan của BAD, cô để ý là góc BAD của mình nó chính là bằng góc CAD cộng cho góc BAC. Rồi công thức tan A cộng B, giờ mình có công thức tan A cộng B, rồi nó sẽ bằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A nhân tan B. Đó, mình tách thành hai cái tan khác thì là sẽ bằng tan của góc CAD cộng tan của góc BAC chia cho 1 trừ tan góc CAD nhân tan góc BAC. Rồi góc góc C tan của góc CAD chính là tan 30, là mình có số rồi nè. Tan BAC mình dùng hệ thức, mình dùng nguyên lý ha, để số lượng nhén. Tan BAC là đối chia kề, là 3 chia 4, đó có số luôn. Rồi tương tự thế xuống dưới thôi, 1 trừ tan 30 nhân 3 phần 4. Rồi bấm máy tính. Rồi, cô sẽ ra là 48 cộng 25 căn 3 phần 39. Đó. Rồi, tính độ dài cạnh CD. Cạnh CD. Rồi, tan của góc BAD chính là bằng BD. Đây. Đối chia kề AB. BD của mình là bằng BC cộng CD. Vậy là mình tính được, hoàn toàn tính được, có thể là tính được BD. Là từ BD sang cô sẽ tính CD. Là có nè, tan của góc BAD bằng đối BD chia kề AB. Vậy cô sẽ tính được BD của cô
sẽ bằng tan của góc BAD nhân cho cạnh AB. Rồi tan của góc BAD chính là cái số này. Số này mình tính rồi, 48 cộng 25 căn 3 chia 39 nhân cho AB. AB của cô là 4. Đó, mình khoan cái tính chút này. Mình xuống dưới mình tính rồi mình làm tròn luôn. Vậy giờ CD của cô sẽ là bằng BD trừ BC. Đó, mà mình thế số trên vào. Vậy là 48 cộng 25 căn 3 chia cho 39 nhân cho 4 trừ cho BC, BC là 3. Rồi mình sẽ ra số xấp xỉ là 6,36. À, đó là xong bài 3, bây giờ mình qua bài 4. Bài 4 yêu cầu mình xét tính tăng giảm của dãy số này. Giờ mình phải xét tính tăng giảm thì mình phải nhắc đến y n cộng 1 đó, là số tiếp theo. Rồi cô sẽ tìm công thức của y n cộng 1. Nó chính là bằng chỗ nào có n thì mình sẽ thay bằng n cộng 1, thì là n cộng 1 cộng 1 trừ cho căn n cộng 1. Rồi rút gọn ra chính là căn n cộng 2 trừ căn n cộng 1. Rồi giờ mình phải đi so sánh là căn n cộng 2 trừ căn n cộng 1 với căn n cộng 1 trừ căn n. Giờ mình không biết là nó tăng hay giảm thì mình cứ giả sử đây. Mình giả sử, cô sử dụng pháp giả sử. Cô giả sử là nó giả sử y n cộng 1. Bây giờ cô sẽ đi giả sử y n cộng 1 trừ y n lớn hơn 0 đi, thì nghĩa là y n cộng 1 lớn hơn y n, thì đây là dãy tăng. Thì cô giả sử dãy tăng thôi. Nghĩa là dãy tăng. Y n cộng 1 của cô chính là căn n cộng 1 n cộng 2 trừ căn n cộng 1. Rồi y n của cô là căn n cộng 1. Rồi dấu trừ trước, dấu trừ này thành dấu cộng, vậy cộng căn n lớn hơn 0. Rồi cô thấy là có hai cái căn n cộng 1 giống nhau này, thì cô sẽ gom lại xong cô chuyển qua phía phải. Đó, để nó mất, nó không còn dấu trừ nào hết. Cộng căn n thì sẽ lớn hơn 2 căn n cộng 1. Rồi giờ mình phương lên đi ha. Mình phương lên. A cộng B bình phương. A với trái với phải đều dương, mình được quyền bình phương. A bình căn n cộng 2 tất cả bình là chính là n cộng 2 cộng 2 nhân cho căn n cộng 2 nhân căn n, cuối cùng là cộng n sẽ lớn hơn 4 nhân cho n cộng 1. Rồi. Cuối cùng rút gọn ha. N cộng n chính là 2n, vậy là 2n cộng 2 cộng 2 căn n cộng 2 nhân căn n thì sẽ lớn hơn 40n cộng 4. Rồi cô chuyển hết sang với chuyển nào có n với số sang với trái. Sang với phải thì là căn 2 căn n cộng 2 nhân căn n thì lớn hơn 4n trừ 2n là 2, 2n. 4 trừ 2 là 2. Rồi cô đang thấy có số 2 nè, cô rút gọn luôn. Vậy là cô sẽ có là căn n cộng 2 nhân căn n lớn hơn n cộng 1. Rồi giờ các bạn để ý. Căn n cộng 2 nhân căn n. Cô sẽ ra ghi là n cộng 2 như vậy. Rồi căn n cộng 1 thì nó có chính chính phải là căn n cộng 1 tất cả bình không? Rồi. Tiếp n cộng 2 nè, cô để ý thì nó lại chính là bằng n cộng 1 cộng cho 1. Rồi n của mình thì chính là bằng n cộng 1 trừ cho 1. Rồi mình thấy quen đến một cái hạng thức. Này mục tiêu cô đang đi so sánh ha. N cộng 1 cộng 1, n cộng 1 trừ 1 thì chính là hạng thức a trừ a cộng b nhân a trừ b. Thì nó chính là a bình trừ b bình. Thì n cộng 1 bình trừ 1 lớn hơn căn. Ở đây mình nhìn ở đây mình thấy này đều vô lý rồi. Căn n cộng 1 tất cả bình trừ 1 hiển nhiên nó phải bé hơn căn n cộng 1 tất cả bình. Rồi, cái này vô lý. Vậy nghĩa là y n cộng 1 trừ y n nó không phải là lớn hơn không. Vậy nó phải bé hơn không.
Vậy suy ra cô sẽ có là dãy y là dãy giảm rồi. Cuối cùng bài của mình sẽ là bài 5. Bài 5 là sẽ liên quan đến cấp số cộng, cấp số nhân. Nghĩa là một đa giác có độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 4, cạnh nhỏ nhất bằng 6 và chu vi bằng 126. Yêu cầu tính độ dài cạnh lớn nhất. Bây giờ thì cô sẽ giả sử đa giác này có n cạnh ha. Rồi, cạnh thứ nhất, cạnh nhỏ nhất thì chính là u U1 đi. Chu vi này, chu vi là tổng, coi như là tổng của cái cạnh đó. Vậy là sử đa giác có n cạnh, rồi giả sử U1 là cạnh nhỏ nhất. Nhỏ nhất đi. Rồi UN là cạnh lớn nhất. Rồi giờ mình dựa vô mình có hệ phương trình thôi. Ta có hệ phương trình. Rồi. Cạnh nhỏ nhất bằng 6 thì cô sẽ có là UN là bằng U1, U1 cộng cho n trừ 1 nhân d. U1 của mình, U1 là cạnh nhỏ nhất là 6, n trừ 1 nhân d. Rồi chưa biết d của cô đây không sai là 4. Rồi. Giờ tới công thức tổng SN, tổng N cạnh chính là bằng U1 cộng UN nhân N chia 2. U1 của cô là 6 cộng UN nè. N chia 2 là bằng 126. Ừ. Rồi tiếp tục UN ở trên cô sẽ rút gọn một tí. 4N trừ 4 cộng 6 sẽ là 4N cộng 2. Vậy cô đến đây sẽ có là chỗ này 6 cộng UN, UN chính là bằng 4N cộng 2. Nếu mình đưa về bài toán chỉ tính N thôi, chia 2 bằng 126. Rồi tiếp tục UN của cô sẽ là bằng 4N cộng 2. Rồi mình nhân số 2 lên. 6 cộng 2 là 8, vậy là 4N cộng 8. Nhân N sẽ bằng 126 nhân cho 2 là 252. Đương UN bằng 4N cộng 2. 4N bình. Ở đây cô giải phương trình cộng 8N trừ 252 sẽ bằng 0. Rồi, mình giờ mình đi giải phương trình bậc 2 ha. Cô bấm máy tính. Đó, cô sẽ ra được là n bằng 7 hay là n bằng trừ 9 thì tất nhiên mình sẽ chọn số dương. Nhận hay n bằng trừ 9 này là loại. Rồi vậy n bằng 7 thì cô sẽ tính được cạnh dài nhất. Vậy UN của cô sẽ bằng 4 nhân 7 cộng 2 là bằng 30. Đó là độ dài của cạnh dài nhất.